Hello xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha. Và rất vui cho Quang Tùng ngày hôm nay lại tiếp tục một suy lắp đặt tại Linh Bình nha quý vị và các bạn. Và hiện tại thì Quang Tùng đang có mặt tại gia đình nhà Anh Long nha. Hiện tại thì anh đang công tác thì ở cầu giấy Hà Nội. Và Quang Tùng cũng đã vừa vào và giao lưu chia sẻ cùng với gia đình rồi. Thì Anh Long là một người con nha, rất là có hiếu Đã đặt một bộ dàn karaoke về Dành tặng cho mẹ mình Hiện tại thì mẹ anh Long đang ở một mình thôi Và anh đã quyết định là đặt chọn niềm tin Và Trường Thành audio để đặt một cấu hình vô cùng tuyệt vời Để cho mẹ ở nhà mẹ hát karaoke nha Và địa chỉ chính xác thì Quang Thùng nhớ là ở Yên Thịnh, Yên Mô, Linh Bình Nha quý vị và các bạn Và vừa rồi thì đội ngũ Trường Thành Audio thì cũng đã À, vận chuyển tất cả những cái thiết bị của chúng ta xuống ở đây rồi. Quang Tùng à, và Quang Trung sẽ tháo vỏ thùng ra và lắp đặt toàn bộ thiết bị một cách nhanh nhất nha. Và đặc biệt hơn là với Trường Thành AIO thì à, tất cả các sản phẩm à, mà Trường Thành AIO đi lắp đặt này hoặc là Trường Thành AIO giao COD gửi cho quý vị và bạn đều là hàng mới nguyên kiện 100% và trong vòng 30 ngày đầu tiên thì Trường Thành sẽ à, có một cái chính sách chế độ hậu mãi là tất cả những sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất thì sẽ được một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên đổi một sản phẩm hoàn toàn mới 100% nhà vị và bạn và chiều đi chiều về thì trường thành nhau yêu sẽ gửi toàn bộ cái chi phí vận chuyển cho quý vị và các bạn và bây giờ thì xin mời Quang Trung nha anh em chúng ta sẽ bóc tất cả những cái thiết bị ra và nếu mà anh Long có xem clip này thì hoàn toàn có thể yên tâm nha em đã có mặt tại gia đình nhà mình rồi và đã gặp cô rồi để chúng ta sẽ cùng lắp đặt một bộ dàn này nha Quang Tùng sẽ giới thiệu luôn trong một cấu hình của chúng ta có những cái sản phẩm gì nha quý vị các bạn và đầu tiên đây thì hiện tại thì anh Quang Trung thì đang bóc một cặp loa cho chúng ta nha và anh anh không biết là tên anh tên là gì nhỉ Anh Hợp à anh Hợp anh Hợp là anh của anh Long ạ anh học à? hợp, 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 hợp Anh hợp, hợp. Anh hợp là anh của anh Long. À, anh hợp ơi, anh có thể kiểm tra hàng hóa cùng tất cả à, cùng bên em nha. À, hàng hóa tất cả đều còn mới nguyên đai nguyên kiện này. Và Quang Tùng thì cũng đã làm rất nhiều clip rồi đúng không ạ? Nếu mà quý vị và các bạn đi lắp đặt mà à, có thể chứng minh được là hàng mà Trường Thành Audio đi lắp đặt này hoặc là đi gửi COD là hàng cũ thì Trường Thành Audio tặng luôn nha quý vị và các bạn nha. Rồi, và đây, cho quý vị và các bạn nha thì uh, trong cái combo này bóc tiếp uh, cục đẩy các thứ và trong cái combo này nha thì chúng ta sẽ có một cặp loa nhà quý vị các bạn đây để quang... Ok đúng chiều nha chúng ta sẽ có một cặp loa đến từ uh, thương hiệu Celest nhà quý vị các, các vị, bạn và với cặp loa của chúng ta thì uh, được trang bị một bát 30 và bên trên sẽ là một chép kèn nha và theo như nhà công bố nhập khẩu Nhật Hoàng thì với cấp loa đến từ thương hiệu CBS của chúng ta thì được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền của Mỹ. Nhà quý vị các bạn, công suất của chúng ta thì có công suất là 400W chơi ở chế độ GMS nhà quý vị và các bạn và 1600W chơi ở chế độ PEC nhà quý vị các bạn. Và nếu mà ai mở ưa đó, ai mở ưa khám phá hoặc ai mà thích nghe những dòng nhạc remix này, sôi động và hát karaoke kê thì chắc chắn rồi đúng không ạ? với một cái phân khúc thì à, vô cùng hợp lý và đến từ thương hiệu CAVS của chúng ta và đi kèm nha quý vị và các bạn đi kèm với một cặp loa đến từ thương hiệu CAVS thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm gì để khai thác được hết những cái cặp loa của chúng ta thì đây tiếp tục nha quý vị và các bạn và để khai thác hết một cặp loa thì đầu tiên quang tùng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là mẫu cục đẩy công suất nha đây là mẫu cục đẩy công suất đến từ thương hiệu đó quý vị có thể nhìn thấy này Đây là cục đẩy công suất nha Đến từ thương hiệu Vatasa VA 2006 Đó đây là mẫu cục đẩy công suất hai kênh Nhà quý vị và bạn mỗi một kênh thì cho ra công suất là 600 mắt ở trở kháng là 8 ohm. và với tất cả những cái dòng mà đến từ thương hiệu Vatasa thì đều phải có tem mác của công ty xuất nhập khẩu quốc tế TTP Nhà quý vị và bạn và đây men sẽ quay sát vào cho quang tùng này đó quý vị có thể nhìn thế này tem mác của nhà nhập khẩu nha một cái sản phẩm chính hãng thì chắc chắn là phải có tem mác của nhà nhập khẩu nha quý vị và bạn lưu ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nha quý vị và bạn và đi kèm với cục đẩy của chúng ta thì một mẫu vàng số siêu hot nha quý vị bạn đây là một mẫu vàng số mà rất nhiều quý vị và các bạn cũng đã biết và rất nhiều quý khách hàng cũng đã sử dụng rồi đúng không ạ một mẫu vang số của chúng ta thì được rất nhiều quý vị và các bạn tin tưởng và yêu thích. Đây là mẫu vang số Vatasa V6 Pro. Và tất cả những cái mẫu mã thiết kế thì đều được độc quyền đến từ thương hiệu Vatasa của chúng ta. Và với phần cứng của mẫu vang số của chúng ta thì được trang bị một chip DSP của Mỹ này. Cho ra độ giải lén lên tới 64 bit. Và với dòng vang số Vatasa UiO của chúng ta thì một cách điều chỉnh vô cùng và đơn giản và dễ dàng chúng ta có thể kết nối với iPhone hoặc cái bát thì chúng ta thay đổi được cái giải bát giải chung, giải chép con nick bằng chính chiếc điện thoại của mình và trong combo này của chúng ta thì có một bộ micro cao cấp nha quý vị các bạn và đây chính là dòng uh, Vatasa T800 đây chính là một dòng micro cao cấp nha quý vị các bạn và chắc chắn rồi đúng không ạ mỗi một uh, trong combo của chúng ta mỗi một thiết bị đều có một chức năng nhiệm vụ khác nhau và ở bên trên thì chúng ta sẽ có một bộ micro cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa T800. Đây là dòng micro cao cấp, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái công nghệ đi kèm trên những cái dòng bộ mi cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa của chúng ta. Chúng ta sẽ có cảm biến gia tốc này, cảm biến tự ngắt này và có chế độ tiết kiệm pin, cảm biến khi mở cái chế độ mà cảm biến gia tốc hoạt động Chẳng may chúng ta đang hát cao kê mà bị rơi tay micro sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ tất cả những thiết bị màng loa. Đây để Quang Tùng sẽ lấy tay micro cho quý vị và các bạn nha. Và với cái dòng tay micro cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa của chúng ta thì quý vị có thể nhìn thấy này. Carmen sẽ quay sát vào cho em này. Đó quý vị có thể nhìn thấy này. Bề ngoài thì chúng ta trang bị một lớp sơn chống bám vân tay, chống xước và bên trên cái chụp lưới. Đó quý vị có thể nhìn thấy chụp lưới của chúng ta khi mà chúng ta hoạt động ấy, hoặc là sử dụng trong một thời gian dài thì chụp lưới vẫn hoàn toàn mới nha quý vị và các bạn và bộ micro của chúng ta thì được bắt sóng ở tần số là UHF một tần số sạch nha quý vị và các bạn một cấu hình à, đã đầy đủ một cấu hình à, chuẩn rồi đúng không ạ thì trong cái combo này thì có thêm với một mẫu loa sắp, quý vị thể nhìn thấy này một mẫu loa sắp đến từ thương hiệu Paramax đây là dòng uh, loa sắp E30 nha quý vị và các bạn với dòng loa sắp E30 này thì chúng ta sẽ được trang bị là một bát 30 với cái chất liệu và chất âm của thương hiệu Max thì có thể nói là với những cái dòng loa sắp đến từ thương hiệu đến từ model E30 thật sự là phải gọi là hay nhất trong phân khúc nhà quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ thôi thì chúng ta sẽ cùng lắp ráp tất cả các thiết bị của chúng ta và cùng khám phá liệu rằng này một cấu hình đó cũng có thể là cái bộ dàn này thì khi quý vị và các bạn đã xem trưởng Thành audio Yêu rồi thì đã lắp ở rất nhiều nơi rồi Thì liệu rằng xem là với một cấu hình này thì lắp hiện tại ở gia đình nhà anh Long Thì có giống như rất nhiều gia đình mà Quang Tùng đi lắp vào không nha Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã test thử một đoạn nhạc rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử tiếng micro nhà quý vị và các bạn. Alo, Alo. alo. Chắc chắn rồi đúng không quý vị và các bạn? Với một cái chất giọng và với một cái sở thích của mỗi một gia chủ thì chắc chắn là khác nhau và đặc biệt hơn nha là mẹ của anh Long thì Quang Tùng tí nữa sẽ giao lưu và chia sẻ Quang Tùng thì hiện tại giờ mải làm quá vẫn chưa biết được tên của cô là gì và với một à, bộ micro đến từ thương hiệu Vatasa T800 thì mọi người có thể thấy đúng không ạ Quang Tùng thử cũng rất gần thôi nhưng mà gần như cái hiện tượng hú rít sẽ không xảy ra được cho nên quý vị và các bạn à, hoàn toàn có thể yên tâm và đặc biệt hơn nha với cái cấu hình của gia đình Anh Long thì Quang Tùng đã lưu được rất nhiều chế độ ở trong đó rồi và Quý vị và các bạn chỉ cần loát các chế độ ra thôi rất nhiều quý vị và bạn cũng mỗi một người sẽ có một sở thích khác nhau, echo và gì vợt khác nhau, chế độ nhiều gì vợt này hoặc chế độ ít gì vợt thì tất cả sẽ được uh, setup với đội ngũ kỹ thuật uh, chuyên sâu uh, trên 15 kinh nghiệm của trường thành audio, trên quý vị và bạn hoàn toàn có thể yên tâm. và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn uh, cô cô quang tùng để quang tùng hỏi tên nữa nha quý vị và bạn. Cô thì uh, dạ, quang tùng uh, biết rồi cô hà nha quý vị và bạn, mẹ của anh long. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu cùng cô hà nha. Quang Tùng đang cùng với cô Hà Vị và các bạn thì à, Quang Tùng bây giờ sẽ giao lưu và à, xem rằng một cấu hình mà Trường thành Nhau Europe đặt này và đặc biệt hơn là Quang Tùng đang có mặt ở gia đình nhà cô Hà rồi, một cấu hình vừa hát karaoke vừa ừ. nghe nhạc à, thì xem à, cô Hà thì cũng đã hát thử karaoke rồi thì xem cảm nhận của cô Hà ra sao về một cấu hình à, tuyệt vời như này, này nha dạ con chào cô. cô cảm thấy uh, hát cũng được, dạ. bắt mic và cũng ok. dạ cô thấy hát có nhẹ nhàng <laughs> chưa? có chưa dạ. hát nhẹ nhàng rồi ạ. dạ vâng. Vâ. và anh Long mà có xem clip này thì hoàn toàn thể yên tâm nha, cô Hà hát cái ok rất là hay nha anh Long và đã hát rất nhẹ nhàng rồi thì anh Long hoàn toàn thể yên tâm. thì uh, bên uh, con ấy thì cũng đã lắp đặt này và hoàn thiện và cũng đã uh, và cũng đã nói tất cả về uh, những cái mà công dụng và các tính năng thì uh, không biết liệu rằng cô còn cái thắc mắc gì nữa không? Không ạ. À, không dạ. thắc mắc gì à. ạ. Dạ ok vâng. rồi ạ. À. Dạ vâng, dạ lời con cảm ơn. <laughs> có thắc cũng. mắc gì cô hỏi sau. <laughs> dạ. dạ vâng. Và con uh, Quang Tùng thì thay mặt uh, trường Thành Audio chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và cô có trọn vẹn một uh, cái niềm vui uh, khi sử dụng cái bộ dàn mà trường Thành Audio đặt và đặc biệt là anh Long nha, hoàn toàn thể yên tâm về đội ngũ của Trường Thành Audio đến đây lắp đặt cho cô Hà, cô Hà hát rất là tuyệt vời nha và con cảm ơn, cảm ơn cô, nha. dạ con xin phép bắt cảm ơn tay cô và dạ. Và vừa rồi thì Quang Tùng cũng đã giao lưu và chia sẻ với tất cả quý vị các bạn cùng với cô Hà rồi và đối với quý vị và các bạn nào nha đang muốn tìm hiểu một bộ dàn chuyên nghiệp này hay là muốn nâng cấp cho gia đình nhà mình những cái thiết bị cao cấp hơn mới hơn thì có thể gọi điện thoại đến số hotline của Trường Thành Audio là 0817 36 5555 và 0586 79 8858. Đội ngũ kỹ thuật của trường Thành Audio có thể tư vấn cho quý vị và các bạn một cách chuyên sâu nhất. Còn đối với quý vị và các bạn nào nha đang muốn tìm hiểu thông tin chi tiết của sản phẩm thì có thể truy cập đến website chuyên nghiệp của trường Thành Audio là trường com Trên đó có đầy đủ thông tin cho quý vị và các bạn có thể tham khảo và tìm kiếm. tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.